Nhưng chính là thằng GoPro rất là mất dạy nhé, biết cách vặt tiền của người dùng. Hello anh em nhá, này test nghịch thử đi thử cái mũ ba màu này, xong rồi là đi thử bộ dây mic mới, xong rồi là test thêm cái góc cam đặt kiểu về nhìn thẳng vào mặt mình ấy như nào. Để xem nó có để xem nhìn nó có đẹp không. Đường ở đây nó hơi tối, để ra chỗ nào có ánh sáng cái test cái. Anh em nhìn thấy mình không? Phải như một gọi là mô tô vlogger chuyên nghiệp luôn hả? Quả mẹ setup hai camera này chỉ có những gọi là đơn vị sản xuất gọi là 10 điểm nhất nó mới có thôi. Không phải đơn vị nào cũng làm được như này đâu. Lâu không đi cái mũ này, không biết là lắp cam nó có bị thấp không nhỉ? Phải ngửa lên một tí. Này cao quá. Đây thì vừa mới thả người yêu mình về nhà xong. Gió phết. Vừa mới thả người yêu mình về nhà xong, bây giờ là mình sẽ lượn về. Ui, cái camera này nó rung phết đấy. Mình gỡ cái chống rung ở đây đi rồi, và mình đang gọi là gắn chay điện thoại vào cái giá đỡ thôi chứ không có cái chống rung nữa. Để xem như thế nào. Ủa, nghe một đội luôn. Vách cả đái. Ông ô tô kia mà không để ý, ông ấy lưu một phát là đi hết cả bảy anh em. Cái đôi gương mình đặt nó bảo là đã chuyển giao cho đơn vị giao hàng nội địa, xong rồi là các thứ nhận hàng trước 19, nhận hàng trước ngày mai, nhưng mà thì đến hôm nay vẫn chưa có, buồn quá. Cái đôi gương về cái là đi ra đường là nó tự tin hơn luôn, bởi vì mình quen nhìn gương rồi. Hôm chủ nhật vừa rồi, đợt cuối tuần vừa rồi là mình định đi đéo gì nhỉ, tự nhiên quên mất tên. Nói chung là cũng đi ngoại tỉnh một chút, cách Hà Nội độ cỡ 70-80 cây, ra ngồi uống trà chiêu chiêu. Nhưng mà nhớ ra là xe mình chưa có gương nên cũng đếch dám đi. Mình nó cứ phải chuẩn chỉ ok hết thì mình mới dám đi, chứ cũng không dám đi lão lếu không có gương giếc đi. Một phần là sợ công an bắt, một phần nữa là sợ bị nó thiếu an toàn, vì mình cần gương để mình nhìn phía đằng sau. Cái dàn setup mic này của mình nó ok là mình sẽ dùng được cho nhiều cái mũ hơn, nó không nhất thiết là chỉ có cái dàn này. Nó là cái một cái mic rơi đó, một cái mic có dây mình cắm vào, xong mình quấn mấy vòng ở chỗ cái GoPro ấy, mình quấn vào mũ nữa, để mà thọc cái mic vào trong. Không biết tiếng nó nghe có ok không, nói chung là mình cho vào trong mũ là mình cũng để ở dưới cái lớp đệm của nó ấy, dưới cái lớp mút ấy, thì chắc là nó cũng sẽ bớt được âm thanh, bớt được cái tiếng gió và thứ đi được phần nào. Để hôm nào mình sẽ làm một cái clip setup GoPro cho những anh em mà muốn quay clip, những điều mà cần biết phải không, những cái mình đã dính xương rồi, thì mình sẽ làm một clip để hướng dẫn anh em cách setup GoPro như nào cho nó chuẩn, dùng kiểu gì cho nó ok nhất, và những cái mà mình
những cái mà mình đã vướng phải, những cái vớ vẩn mình đã gọi là mất tiền học ấy, thì mình sẽ giúp anh em để anh em không phải mất tiền học nữa. Tới tới đây mình đang rất là phân vân để có nên đổi lên cái con Insta360 One RS không. Con đấy thì giá của nó bây giờ là 11,5 triệu. 11,5 triệu thì được cả một cái cam, cái camera của nó là tháo ra tháo vào được ấy, thì sẽ được một cái camera như kiểu camera ba, một cái camera như kiểu cái camera hành trình bình thường và một cái lens 360 để quay clip 360 độ. Nhưng mà mình cũng đang chưa biết là có nên có thực sự là cần thiết hay không, bởi vì là với cái kiểu quay của mình thì cái 360 nó cũng không có tính hữu dụng, nó cũng không cao lắm, mà mình cũng không có, đợt tới có thể là mình sẽ đi du lịch nhiều thì có thể là sẽ tận dụng được cái lens đấy, nhưng mà nó cũng thực sự đang là chưa cần thiết. Kiểu sau một khoảng thời gian mà mình cứ vung tiền đã, mình mua nhiều thứ ngu si, thì đến bây giờ mình bắt đầu có chút gọi là kinh nghiệm, mua cái gì mình cũng phải gọi là nâng lên đặt xuống, hiểu không, cần đo đong đếm cho nó chuẩn xem mình có thực sự cần thiết hay không. Nếu mà nói về chất lượng thì nó sẽ hơn hẳn con Go 7 rồi, con Go 7 này nhưng mà nếu mà so trong cái lineup của GoPro thì mình thì chưa được trải nghiệm nhiều, chưa được trải nghiệm hết. Thế nhưng mà qua những gì mà mình có xem và mình có nói chuyện với những người mà đã sử dụng qua các cái sản phẩm của GoPro ấy, thì cái đời 7 là cái đời ổn định và đời ít lỗi nhất, còn càng về sau nó càng nhiều lỗi. Từ đời 8 trở lên là cái nó có cái chống rung đời mới. Cái chống rung đời mới thì rất là tốt, thế nhưng mà ở một số cái điều kiện quay thì nó sẽ lại không thể phát huy được hết cái tác dụng của cái chống rung đấy. Đấy là một cái. Với một cái nữa là từ cái con 9 với 10 ấy, thì nó bị một cái là nó overheat, nghĩa là nó bị nóng quá. Nó overheat, nó có thể là bạn ấn quay xong nó sẽ bị dừng đột ngột này, xong rồi nó bị đơ máy này. Nói chung là GoPro thì vẫn là ông vua trong cái dòng camera hành trình rồi. Thế nhưng mà mình thấy thì nếu mà đổi thì sẽ đổi ra hẳn một con khác, chứ mình cũng không đổi lên đời của GoPro nữa, bởi vì nó nhiều lỗi quá. Đây là cái con 7 Black chứ không phải 7 Silver nhá. 7 Black. Nó có 7 Black, 7 Silver với cả 7 White thì phải. Ba màu. Thế nhưng mà con 7 Black là cái con mà nó ổn định nhất. Về cả tất cả các loại tính năng của nó là ổn định nhất. Thế nên là cái việc mà mình đổi thì mình sẽ đổi sang một dòng khác, nhưng mà trong cái các cái lineup của gọi là camera hành trình ấy thì hiện giờ nó cũng không có quá nhiều. Có của GoPro này, của camera của Insta360 này, của DJI này. Có ba thằng đấy là ba thằng lớn thôi, còn mấy cái như kiểu mình quên mất tên rồi. Thì nó lại là cái kiểu khác ấy, nó không được hiện đại, nó không được xịn, và chất lượng của cái clip ra nó cũng không được quá đẹp. Nên là mình cũng đang nghiên cứu xem có nên đổi lấy con đấy không. Với cái giá là 11,5 triệu. 11,5 triệu bây giờ mình bán con Go 7 ấy đi chắc cũng được cỡ, chắc cũng được cỡ 5 củ. Vì mình bán nó sẽ bán full luôn mà, full cả cái GoPro adapter để cắm mic nhá, full cả vỏ với các thứ, dây đeo gọi là chằng chịt quanh người thừa luôn. Cái đắt giá mà nhiều người muốn mua nhất là cái GoPro adapter mic này, cái ở dưới này. Cái này mua mới là độ 1,5 triệu. Các chỗ bây giờ họ sẽ bán độ khoảng vào 1,3 triệu, 1,2 triệu, tùy chỗ. Nhiều người muốn trải nghiệm thì họ sẽ muốn mua hàng cũ ấy. Nhưng mà ngày trước mình cũng vậy, ngày trước mình cũng rất muốn chỉ mua hàng cũ thôi. Bởi vì đầu tư hơn 1 triệu trong một cái adapter này thì nó hơi phí. Thế nhưng mà cuối cùng là cũng vẫn phải mua một cái mới. Nếu mà bây giờ bán cái này đi 5 củ, bù thêm độ 6 củ rưỡi, 7 củ nữa. Bởi vì lên con kia thì lại phải mua adapter của nó. Nên chính là thằng GoPro rất là mất dạy nhé.
nó đang khởi xướng ra cái trò mà muốn cắm được mic thì phải mua adapter ấy, xong đủ mấy hãng khác nó làm theo ạ. Mẹ mất dạy thật, biết cách vặt tiền của người dùng. Đấy, đây là cái dàn, gọi là cái dàn gear của mình đây, anh em anh chị thấy. Đây là GoPro 7 Black, GoPro adapter, cái vỏ Ulanzi, vỏ Vlog, nó có chỗ để mà nhét cái adapter vào, và một cái mic trị giá độ 20.000, mua ở trên Shopee. Thì không biết âm thanh là như nào, nãy giờ Bá Hoa Luân Chuyên cũng được 11 phút ở đây này, nhưng mà không biết là cái âm thanh, chất lượng âm thanh là ra như nào. Còn cái gọi là camera phụ của mình này, nó là con Samsung Galaxy S10 5G. Tên nó phải gọi là vãi đái dài luôn. Quay bằng camera trước, mình chỉnh độ phân giải là HD thôi, bởi vì mình sẽ chỉ co nhỏ nó lại và để ở góc. Úi xoài, hồi mê. Mấy cái ông ba gác này đi như đi đánh nhau vậy, thật là vãi đái. Nhìn ông đâu có giống thương binh đéo đâu mà sao ông mới được lái xe ba gác. Thì sắp tới mình với người yêu mình sẽ có một chuyến đi Ninh Bình. Ừ, đấy cũng là một cái mình đang khá là cân nhắc, bởi vì đi Ninh Bình ấy, đi ở trên cái Tràng An ấy, đi trên cái sông ấy, có con cam 360 thì nhìn nó cũng khá là vui. Mình cũng đang khá là cân nhắc, bởi vì số tiền nó bỏ ra là vãi cả đái nhiều, coi như bằng hai con GO7 luôn rồi đó. Hai con GO7 này buộc vào nhau, buộc quay lưng vào nhau, nó cũng được gọi là gần được 360 rồi gì đó. Nên là cũng đang phải khá là cân nhắc. Nếu mà đợt tới mà ui ôi giật ca mình đủ mê, dừng xe thì bật cái xi nhan lên cho biết, đâm vào một cái thì lại há mồm hết cả lũ. Mình đang khá là cân nhắc giữa việc mà lấy con Insta 360 đấy. Nếu mà mình lấy cái con One X2 ấy, cái con mà chỉ quay được 360 mà cái con mà dài dẹt đũn như cái đũa cả ấy, như cái đũa cả ngắn ấy. Đấy, nếu mà mình lấy con đấy thì nó lại rẻ. Con đấy thì lại chỉ có độ 8,5 triệu đến 10 triệu là đã có máy để dùng rồi. Còn nếu mà muốn rẻ nữa lấy con One X1. Con X1 thì có hơn có bao nhiêu? 4,5 triệu, 5 triệu là đã có một con rồi. Thế là nhưng mà mình thì không muốn là mua con đấy về thì cũng coi như khác gì là dùng vẫn dùng con GO7 này và có thêm một con 360 đâu. Thế mãi buồn, con kia nó phi ngược chiều như thế mà các ông không thấy. Dễ quá mà. Thôi, clip cũng dài rồi, clip cũng được 15 con mẹ nó phút rồi. Không biết là mình cắt đi nó còn được bao nhiêu. Nhưng mà chắc là mình sẽ off đây. Chào anh em nhá. Peace. Ui, đi mà. Tí chết.